Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan vườn hữu hoa ở Cồn Trầu An các bạn. Trái nè các bạn. Đây là ở ngoài nè. Trống nè. Bên này trái nhỏ nha các bạn, đã cắt rồi. Hiện tại giờ giá hoa hôm nay là 13 ngàn các bạn, ngày là tầm 11 đến 13 ngàn đồng trên ký các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2021 các bạn, ngày 21 tháng 6 năm 2021 thì hoa hiện tại giá hôm nay là 13 ngàn đồng trên ký các bạn, là đang sốt luôn, là đang sốt giá luôn. Đây cho các bạn tham quan cái vườn hoa của ở Cồn Trầu An các bạn. Đó, đây cũng tầm một cử là bé ngại các bạn. Đó, đây là vườn hoa nè, là bé không gài lâu rồi đó, mà mình không có dịp lên đây mình quay cặp giá hoặc là quay cho quý anh chị và các bạn tham khảo ha. Thì thấy có trái bự rất là bự luôn nè. Đó, nguyên cái vườn này là tầm khoảng cũng 3-4 công các bạn. Đây tầm cái rồi nè các bạn. Đó. Bẹp tí mười ganh nè các bạn. Ồ, quá thế các bạn luôn. Dưới đây bé chưa hả? Đây là tờ nè. Dạ. Quay chơi vậy á. Bên này bẻ chưa? Bẻ này qua rồi. Bên qua rồi hết hả? Cái này là tơ hả? Tơ sao, cái này mấy nướng. Cái này mấy công, cầm mấy công cứng tơ. Bốn gữ hả? Ở trên nhiều ha. Trên là trái nhiều. Mẹ già. Dạ. Út năm nay vô múc. Cứ hai ngày lụm cây tắn hả? Này mấy tắn ra bán cử là cũng tắn mấy vậy? Tắn mấy à? Bữa nay rút ít. Tắn mấy là mười mấy ngàn cũng lớn là cắt dừa hả? Trái sao là cắt dừa tôi? Cái này dừa hả? Nó găng nó ra nở đều hay gì? Cái này phải chơi được rồi đúng không? Dừa đó. Hả? Găng nó nở đều đều hay sao? Bự mình mẻ mẻ như cái này vớt để nó già phải không? Cái này chịu rồi. Ở đây bé gọi bé trước nha các bạn. Cái này bé được. Hai trái bé được tên. Dứt. Cái này bé héo bị cao la chằng chằng với bỏ chứ. Luôn tay. Cao với đừng ép. Ép nhỏ quá không ép. Tắn mười mấy chai. Hai ngày bé ăn cử là mười mấy cục hả? Quay im. Thằng tơ này nữa là vô mánh nữa nè. Tơ này nó thì nguyên cái này có mình nắm trồng vụ bao vụ này, thấy mỗi năm mấy kia trồng cũng nhiều, hôm nay có mình nắm. Hôm nay vàng là 4 công các bạn, bé một cử là tăng mấy là mười mấy chai. Quay cái dàn ngoài này cũng đã dẫn đường ngoài bẻ hết rồi. Sáng lên sớm sớm rồi trai này bẻ ăn cử nữa chắc nó yếu rồi quá. Nó qua lớn rồi bẻ dài nữa nữa. Đây con trái bự nè, tự gô tư trái này bành kỳ nè, nó bị núp nè. Bé chừa lại không đây nè. Sao các bạn nắng hơi thở tối. Hoa trái này các bạn, hoa trái à? Để hàm. Đây là trái bành kỳ nữa các bạn. Vườn này đắt không ạ? Không gà. Té chết rồi.
trong trong nó được mà. Đây cũng có nè các bạn. Đây nguyên mùi nè. Đó, các bạn thấy không? Trái liên miên luôn nè. Thì video mình quay chia sẻ với anh chị các bạn, đây là cái hũ hoa các bạn. Đó. Thì đây là kỹ thuật trồng hũ hoa ở cồn Chông A, ở Đồng Tháp. Rất là trái nha các bạn. Đó. Tới ngoài kia luôn các bạn, đây, ngoài sông luôn nè. Đó, có trái bự nữa nè. Ở đây ta chưa vẽ nè. Đó. Nên còn nhiều nha các bạn. Thì thường là vẽ thì ở đây để mình chút xíu mình hỏi ra trồng khoảng bao nhiêu nữa lâu được ăn. Thì hiện tại giá hoa đây rất là sốt, tầm khoảng 10.000 đồng trên ký á. Đó, bạn thấy không, trái bự không các bạn, nó ở đây chưa bẻ nè các bạn. Đó, chút ở dưới kia luôn các bạn, đây chảy nước nè. Đó các bạn thấy không, hoa trái mơ. Đó, cái trái này là bẻ được các bạn. Thì vườn hút qua này là tầm 4 công. Cứ bẻ tăng máy các bạn. Bẻ trước giờ cũng lâu rồi đó. Đó, đây là tơ nè, vườn này tơ nè, vườn này bẻ trước nè. Đó, có mấy trái đây nè các bạn. Rất là nhiều nha các bạn. Bữa nay đi quay đột sức, đi quay cho các bạn xem. Đây là người ta đủ gục, đủ gùi, đủ mũi gì nè các bạn ơi. Có cục gì? Rong não. Ngược nắng các bạn thấy mờ đó các bạn. Qua chai. Qua thấy hàm các bạn ạ. Đó. Này. Mình sẽ quay đi vô cái mùi cho các bạn xem. Mùi tơ nè, ở đây chưa bẻ nè. Đây còn tờ ít trái, lâu lâu người ta để chai lông não nè các bạn. Đó. Đây thì nó hơi ngừng nắng nên nó hơi tối nha các bạn. Đó. Tốt dữ luôn các bạn. Trái à. Các bạn nhìn quay trong hình thì nó nhìn không có sắc nét mà người ta ở ngoài các bạn nhìn rất là đã, trái rất là nhiều. Đây thì sáng ta bẻ rồi. Đó. Ui ui. Tối vậy ta. Này. Nhìn rất là đẹp nha các bạn. Đó. Trong một camera ta.